Chào các bé, chị Binky và bạn siêu nhân quốc chị rất vui được gặp lại các bé. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ chú voi con nhé. Vẽ đầu chú voi trước bằng hình tròn. Thân giống như hình chữ nhật. Chú voi con ở bàn tôi. Chị vẽ bốn chân ở chú bằng hình trụ. Nên con trẻ con, từ rừng già chú đến với người. Chú voi sẽ có hai tay rất to như hai cái quạt. Các bé nhớ canh vẽ cho đều nhé. Vẽ hình quạt lớn bên ngoài và quạt nhỏ bên trong. Ngay từ giữa mặt, chị sẽ vẽ cho chú cái vòi voi. Cái vòi thật dài, phía đầu vòi voi sẽ có cái lỗ nhỏ. Hai bên vòi voi, chị sẽ vẽ cho chú cái ngà voi nho nhỏ thế này này. Sau đó sẽ đến hai mắt tròn và miệng cười cho chú voi nhé. Chị vẽ thêm đuôi cho chú như thế này. Bây giờ chị sẽ xóa bớt các chi tiết đã vẽ sai và điều chỉnh lại cho hoàn chỉnh hơn. Chị vẽ thêm ở phần chân các móng của chú voi như thế này này. Bắt đầu tô màu nào. Chị chọn màu xanh da trời cho chú voi. Tô từ phần đầu trước nhé. Viền bên ngoài trước, sau đó tô vào bên trong. Chú voi con ở bản đôn. Tô luôn phần vòi voi các bé nhé. Và nhớ là trừ lại hai ngà voi, hai mắt để tô màu khác. Và cũng trừ thêm cái lỗ tròn ở phía đầu vòi voi nữa nhé. Sau đó tô phần thân, tô cả chân nữa, nhưng trừ lại phần móng chân để tô màu khác. Phần tay của chú, chị cũng dùng màu xanh, nhưng đậm hơn màu xanh lúc nãy một chút các bé lưu ý nhé. Tô từ viền tay rồi vào bên trong, nhưng chỉ tô phần tay lớn bên ngoài thôi. Chiếc đuôi cũng là màu xanh đậm, giống như phần tay, nhưng các bé trừ phần chớp đuôi lại nha. Phần tay bên trong sẽ tô màu hồng. Chú đen với người rất tham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi, voi con ơi. Và chớp đuôi cũng là màu hồng nhé. Có sức đi khắp miền rừng xa. Hai mắt tô màu đen. Trên vòi voi, chị sẽ thêm các ngón cho chú màu đen như thế này này. Tô miệng màu đỏ. Hai ngà voi chị tô màu trắng. Phần móng ở chân voi cũng là màu trắng nhé. Còn phần đầu của vòi voi mình tô màu xanh đậm nha. Như vậy là hoàn chỉnh chú voi rồi nè. Bây giờ vẽ thêm cho chú cánh đồng xanh giữa rừng núi nhé. Chào các bé và hẹn gặp lại các bé lần sau. Chào các bé, chị Binh Kỳ và bạn siêu nhân bút chị đã quay trở lại đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ chú heo con nhé. Để cho chú heo thật đáng yêu, chị sẽ vẽ đầu chú bằng hình tròn to. Sau đó đến phần thân, chị sẽ vẽ hình bầu dục, nhỏ hơn đầu một chút nhé. Vẽ bốn chân cho chú, chân của chú.